Chào mọi người. Regan. Megan. Không. Megan. Đôi đủ không? Đi con nào không? Con hào quá. Oyster. Hào làm oyster á nha. Nó rất là uốn đó. Đừng hào kìa. Nha, đã không? Hào nướng. Tao thấy thằng đó được. Béo quá. Cái con cá xeo minh này nó béo dã man luôn. Hào nướng. Không thì nó béo, mà nấu ra ăn thì nó được. Đây là con bạch tuộc. Bạch tuộc mà nó quấn với lá lá xi quỳ nè. Chấm cho nó sốt ha. Nó dai mà nó ngọt. Con tôm nó đem nó để miếng cơm vô. Không, ngoài ăn sushi đó. Cho bạn mấy kia ngắn ớn. Thì mình ăn chung với cái này nó không ngắn. Cái mà này phải có chứ à. Chanh à? Cái tường ớt á. Ớt. Tường ớt mà không có à? Không phải cái tường ớt đó. Đấy, có này nè. Không phải có lỗi. Ớt trong cái lỗi. Ok. Không sao khỏi. Ba, cái của ba giống con, ổng còn chê cái này. Ổng chê cái này. Sao ổng nói. Wasabi à. Con này nè, hồi xưa mình ăn sống mà bây giờ mình phải ăn chín nè, không thích ăn sống nữa, ăn xí chanh vô. Hào nước Việt Nam nó ô nhiễm quá ở đây rồi. Ngon lắm. No quá. Uống gì đâu. Anh thử đi rồi biết. Tôm. Tôm mình. À, tôm lăn bột. Tôm cũng đó là tôm lăn bột. Ăn mấy cái này uống rượu. Tôm thiệt á, tôm giả là cái này nè. Hai cái. Đây nè, còn tôm thiệt. Dưa.
đồ Nhật ăn lâu lâu ăn bữa thì được, ăn mà ngày nào cũng ăn sao mình chắc ăn không nổi đâu. Mình người Việt chắc ăn cơm mà, ăn cơm với rau muống đồ thì ngon, chứ mà người Nhật họ ăn vậy thì hay, còn mình thì ăn không được. Tháng mà ăn một hai lần á thì được, chứ mà ăn mà ngày nào cũng ăn như kiểu này á chắc mình ngán lắm. Cái con bạch tuộc nó dai, mình nhai thì nó ngọt ngọt. Muốn soda nữa không? Soda nữa không à? Yeah. Yeah. Regular coke. Cà phê hiện rất ngon. Con hào này mà nướng này nè, ngon ghê á. Nướng mà nó thơm. Hồi xưa mình ăn sống không à. Hồi xưa mình ăn sống. Mở cùng gừng nữa ha. Không ai phân xe nào mà giống. Là không ai chơm được hả? Bạch tuộc làm lỗi ngon lắm. Ăn với cái gừng này nè, đã dễ sợ không? Cái này con hào này mà nấu cháo ha. Hào này nấu cháo ngon lắm. Nó đựng hũ sẵn rồi đó. Hũ nó cậy. Có nghề. Cậy nó vui hiểm. Giờ nó rứa nó hơ. Nấu cháo. Đây thì thịt ba chỉ xào lên. Ủa nấu cháo với thịt ba chỉ nữa hả? Nó mới ngon. Xào lên xong đầu cái đầu bỏ vô. Rồi. Còn cuối cùng. Hà thiếu ớt, về. Nếu mà ớt có ớt nữa thì ngon. Xào kia là ớt màu á. Xào vô xong xá đầu đó đổ nó đổ vô. Thịt heo chín rồi nó đổ nó đó nó vô. Đổ vô rồi là nhét xuống liền. Rồi. Ông ba cái. Ăn vậy là nó không thấy nó ngọt. Mà nấu cháo nó nước ra trò nó ngọt kinh khủng. Ngọt nước. Cái này nó tính 10% xếp phải không? Biết, tính lên từ từ. Ngon á. Lâu lâu đã là ăn. Miếng sushi vì trong này nó có con cua lậu ha, mà nó bỏ xíu cá salmon, rồi có bơ,
Anh ơi.